Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Jenny. Thì mình đã đọc rất là nhiều bình luận của anh em trong những video về Dream SMP của mình. Thì mình thấy trong số đó vẫn còn kha khá một số người xem chưa biết được rằng những nhân vật ở trong Dream SMP tới từ đâu, hay họ là ai, hay là nhân vật này là gì. Thì trong video này mình sẽ tổng hợp lại tất cả những thành viên chính của Dream SMP. Mình sẽ cố gắng không tiết lộ quá nhiều nội dung ở trong mạch truyện chính để chúng ta có thể làm những video khác mà anh em coi không bị chán. Và một lý do nữa, đây chỉ là video tổng hợp những nhân vật chính, bởi vì ngoài cái dàn nhân vật chính ra, chúng ta sẽ còn rất là nhiều những nhân vật phụ và nhân vật khách mời khác, ví dụ như là Mr. Beast hay là Pokemon. Sẽ không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngày hôm nay nào. Nhân vật đầu tiên chúng ta nói tới là một nhân vật vô cùng quen thuộc với cái skin màu xanh, đó chính là Dream, là người đã tạo ra server Dream SMP, là chủ server này, và anh ta có quyền sử dụng tất cả các lệnh có thể được thực thi trong server. Anh ta là người lãnh đạo của băng đảng và vùng đất Greater Dream SMP. Nói chung là cái thằng khứa này nó sẽ xuất hiện trong hầu hết tất cả những cuộc chiến tranh mà mình đã kể và mình sắp kể trong những video sắp tới. Chúng ta sẽ cùng tới với thành viên tiếp theo, đó chính là George Northfall. Ông George Northfall này thường người ta biết tới với danh nghĩa là phó tổng thống của quốc gia El Rapids. Đây là một trong hai quốc gia được biết tới nhiều nhất trong Dream SMP. Và quốc gia đầu tiên chắc là anh em cũng biết rồi, đó chính là Le Mans Bird. Ngoài ra thì George Northfall cũng là một nhà đồng sáng lập nên server Dream SMP luôn. Hiện tại thì anh này đang là một thành viên của vương quốc Kinoko trong server Dream SMP. Tiếp theo, chúng ta sẽ tới với nhân vật Callahan, cũng là thành viên thứ 3 trong server này. Thanh niên này thì không tham gia vào những cuộc chiến tranh lớn, nhưng cũng thường xuyên xuất hiện trong một số sự kiện ở trong server. Callahan đến hiện tại cũng là người duy nhất mà tất cả những người xem chưa biết được giọng nói của anh ta là gì. Thanh niên này cũng không hoạt động quá nhiều trong server Dream SMP. Chúng ta có thể thấy anh ta xuất hiện trong một số trường đoạn với lại Technoblade, trong cuộc chiến tranh giữa Manbird và Portopia. Đây cũng sẽ là cuộc chiến tranh trong video tiếp theo của mình. Thành viên tiếp theo đó chính là Sapnap. Sapnap được mô tả là một thằng khứa điên khùng, bởi vì đa số những lần anh ta xuất hiện ở trong những sự kiện lớn thì thanh niên này liên tục đổi phe. Đơn cử như hai trận chiến gần nhất mà mình đã kể trong video của mình. Hiện tại thanh niên này đang thuộc vương quốc Kinoko. Thanh niên này nổi tiếng nhất với lại series giết thú cưng dài đến 3 tập của anh ta trong server Dream SMP. Tiếp theo chúng ta sẽ kể tới đó là Awesome Dude, được biết tới với cái tên là Sam, là một trong 8 người thành lập nên Dream SMP. Anh ta là một công dân của vương quốc tội lỗi. Anh này cũng nổi tiếng với khả năng làm đá đỏ của mình, và có vẻ như là hiếm khi anh ta gây sự với bất kỳ một ai trong server. Nhân vật tiếp theo đó là Pong. Pong cũng là một trong 8 người thành lập nên server Dream SMP. Anh ta là thị trưởng của Lemon City, hay chúng ta dịch sang tiếng Việt là thành phố chanh. Anh Pong này cũng tham gia một số bang hội giống như là Manbird và Egg Pie. Thành viên tiếp theo đó chính là Bad Boy Halo, là một trong 8 người thành lập nên Dream SMP, và anh ta cũng chính là thành viên thứ 8. Anh ta là người lãnh đạo vương quốc tội lỗi, với mục tiêu là sẽ lan tỏa sự thống khổ và hỗn loạn trong cả cái server này. Trong tuyến cốt truyện thì anh ta cũng là người thành lập nên đế chế Empire. Nói chung chúng ta sẽ kể về cái Empire này ở trong một video khác, bởi vì nó sẽ liên quan đến một trận chiến có tên là The Egg. Nhân vật tiếp theo chúng ta sẽ kể tới đó chính là Tommy Init. Cái thằng trẻ trâu này thì chúng ta sẽ không cần phải nói quá nhiều nữa, bởi vì bất cứ trận chiến tranh nào cũng có cái mặt thằng này chỏ mũi vô. Cho dù là cậu ta có đóng vai chính hay không thì cậu ấy vẫn luôn là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong tất cả những sự kiện đó. Một số bang hội và vùng đất mà Tommy Init đã tham gia vào, ví dụ như là Le Mans Bird và Portopia, và cậu ta cũng được coi như là một cánh tay phải của Wilbur Sud. Nhân vật tiếp theo chúng ta sẽ nói tới đó là Turbo, là một trong những thành viên của tiểu vương quốc Le Mans Bird, và cũng đứng về phe Le Mans Bird trong cuộc chiến tranh giữa Dream SMP và Le Mans Bird. Riêng thanh niên này sẽ có rất là nhiều những câu chuyện xoay quanh anh ta trong những trận chiến mà anh ta đã tham gia, và trong việc anh ta làm gián điệp cho quốc gia Portopia. Nhân vật tiếp theo chúng ta nói tới đó chính là Fuddy. Việc đầu tiên mà mình phải nói tới khi mình nói về nhân vật này đó chính là cái tên đầy đủ của anh ta. Tên đầy đủ của Fuddy là Fun Jonathan Michael Vincent Georgina James Sudai. Hiện tại anh ta là một thành viên của đất nước Las Nevadas trong Dream SMP. Thường được biết tới là thư ký của đất nước Le Mans Bird, và sau này anh ta cũng tham gia vào đất nước Portopia. Nhân vật tiếp theo đó chính là Punch. Thì Punch thường được biết tới là một cận vệ của đức vua Eret trong server Dream SMP. Hiện tại anh ta là một nhà lãnh đạo của đảng Greater Dream SMP. Sau khi mà Dream đã cố gắng bỏ trốn sau sự sụp đổ của quốc gia Le Mans Bird, và đồng thời Dream trong lúc đó cũng đã bị giam cầm trong nhà tù Pandora Vault. Nhân vật tiếp theo chúng ta sẽ nói tới chính là Purport, là một công dân của cả hai quốc gia Le Mans Bird và Dream SMP. Trong hầu hết các cuộc xung đột
thì Purple thường giữ cho mình vị trí trung gian và ở giữa, không căm thù và không chiến đấu với bất kỳ một ai cả. Anh ta sẽ chỉ chiến đấu trừ khi điều đó có lợi cho anh ta. Trong cuộc chiến tranh giữa quốc gia Manbird và Portopia, thì Purple ban đầu thì ở bên phía quốc gia Manbird, nhưng sau đó thì lại theo phe của Portopia, bởi vì anh ta nhận ra rằng mình không chung tư tưởng với quốc gia Manbird. Nhân vật tiếp theo chúng ta sẽ nói tới đó chính là Wilbersuit. Mình cũng đã kể sơ sơ về nhân vật này trong video về quốc gia The Manbird rồi. Wilbersuit là tổng thống của quốc gia The Manbird. Mặt khác, anh ta cũng được biết tới đó chính là một tổng thống bù nhìn bên quốc gia Portopia. Trong server Dream SMP thì Wilbersuit là con của YouTuber Fiza và là cha của Fendi. Chúng ta sẽ cùng tới với lại Jay Slap. Anh ta đã từng là tổng thống tự xưng của quốc gia Manbird và là một kẻ phản diện trong sự kiện cuộc nổi dậy của Manbird. Nhân vật tiếp theo đó chính là Skeppy, là một công dân của vùng đất tội lỗi. Tuy vậy, thanh niên này không xuất hiện quá nhiều trong hầu hết những cuộc chiến tranh, ngoại trừ cuộc đại chiến vì những quả trứng. Skeppy cũng là một trong những người đã thúc đẩy nhân vật Bad Boy Halo khơi mào cuộc chiến tranh quả trứng trong Dream SMP. Nhân vật tiếp theo chúng ta nói tới đó chính là Eret. Nhân vật này cũng đã từng xuất hiện trong video quốc gia The Manbird của mình rồi. Chúng ta thường biết tới Eret là vị vua chính thức của Dream SMP, cũng là một trong những nhân vật đáng ghét nhất đối với những fan của The Manbird. Nhân vật tiếp theo đó chính là Jack Manifold. Jack Manifold thường được biết tới với tên gọi là Jack, là lãnh đạo của vùng đất Manifold, và trước kia anh ta cũng là một công dân của quốc gia The Manbird. Anh ta là người đầu tiên được hồi sinh trong server Dream SMP. Cho những bạn nào chưa biết thì server Dream SMP có một luật là nếu các bạn chết 3 lần trong những sự kiện chính thì các bạn sẽ vĩnh viễn tan biến và sẽ biến thành một con ma. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Nihachu thường được biết tới với cái tên là Nikki, là một công dân gương mẫu của quốc gia The Manbird, và cô gái này sẽ luôn đứng về phe của quốc gia này trong mọi sự kiện liên quan đến The Manbird. Tiếp theo là nhân vật Quackity. Quackity là một tổng thống của quốc gia Elrapid. Trước kia thì anh ta là một thư ký và là phó tổng thống của tiểu vương quốc The Manbird. Thanh niên này hiện tại đang làm việc trong vương quốc Las Nevadas. Nhân vật tiếp theo đó chính là Carl Jacob, thường được gọi tắt là Carl, là một công dân của quốc gia Elrapid. Thanh niên này cũng sẽ góp mặt trong những cuộc đại chiến giữa quốc gia Manbird với lại Portopia. Nhân vật tiếp theo đó chính là Ace-Bomb, là một cư dân của địa chấn Boomerville. Thanh niên này là một nông dân đích thực, khi mà anh ta xây nhà của mình cách khá là xa so với lại khu vực chính của server. Anh ta cũng ít khi tham gia vào trong những cuộc đại chiến. Anh này cũng đã từng là một cận vệ của quốc vương Eret. Nhân vật tiếp theo đó chính là Technoblade, được biết tới với cái tên là Techno. Anh chàng này cũng đã quá nổi tiếng với những người chơi Minecraft rồi. Anh ta tham gia vào Dream SMP dưới dạng một nhân vật có tư tưởng vô chính phủ. Anh ta muốn tạo ra một nơi mà các bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn, là một trong những nhà sáng lập nên hội kiến The Syndicate. Và tất nhiên anh ta được biết tới nhiều nhất về khả năng chiến đấu và sức mạnh của anh ta trong những cuộc chiến tranh. Nhân vật tiếp theo đó chính là Anfrost, là một công dân của vùng đất tội lỗi và là người đã xây nên thánh địa động vật trong server Dream SMP. Anh ta cũng được biết tới là cánh tay phải của Bad Boy Halo trong đế chế Empire. Nhân vật tiếp theo đó chính là Fiza. Anh ta được biết tới như là một công dân của tiểu vương quốc The Manbird và cũng là một thành viên của hội kiến The Syndicate. Và như mình đã nói hồi nãy, anh ta là bố của Wilbersuit và là ông nội của Fendi. Nhân vật tiếp theo là Connor Eastbound. Mình cũng không biết phải kể gì về cái thanh niên này, nhưng mình nghĩ là sẽ có một thứ các bạn sẽ nhớ hoài về anh ta. Đó chính là anh này rất là yêu chim chóc. Tình yêu của anh ta với các loài chim nhiều đến nỗi anh ta đã xây dựng nên một vùng đất mang tên là Little Penisland. Bạn nào mà muốn biết tiếng Việt nó có nghĩa là gì thì hãy lên Google dịch nha. Nhân vật tiếp theo đó chính là Captain Puffy, thường được gọi là Puffy, là một trong những cận vệ của quốc vương Eret. Cô ấy sống trong ngôi nhà nấm nằm trong địa phận của vương quốc Dream SMP. Hiện tại thì cô ấy đang là lãnh đạo của đảng chống phá đế chế Empire. Nhân vật tiếp theo đó chính là Vic Star. Anh ta là một trong những người khai hoang cho thị trấn Boomerville. Tuy vậy thì anh ta sẽ không có đóng góp quá nhiều trong lịch sử của Dream SMP. Nhân vật tiếp theo đó chính là Lazar, cũng là một trong những thành viên đầu tiên của thị trấn Boomerville luôn. Anh ta cũng đã xây dựng rất là nhiều thứ hay ho ở trong cái thị trấn này cùng với lại Vic Star. Nhân vật tiếp theo chính là Ranbu, là một trong những ứng cử viên tranh giành chức tổng thống của quốc gia The Manbird. Tuy vậy, khi quốc gia The Manbird bị sụp đổ, trong đó thì nhà của Ranbu cũng đã bị hủy diệt. Nhân vật tiếp theo đó chính là Foolish Gamer. Thanh niên này là thợ xây chính trong server Dream SMP với nhiều dự án đầy tham vọng. Trong cốt truyện chính thì anh ấy là một trong những thành viên già nhất ở trong server này. Nhân vật tiếp theo, Hannah XX Grove, tham gia vào server Dream SMP một tuần sau sự kiện cuộc đại chiến tận thế. Cô gái này cũng sẽ góp mặt trong một số cuộc chiến tiêu biểu như là Retribution, hay dịch tiếng Việt là quả báo, hay là Empowerment, có thể hiểu rằng là cuộc chiến tranh giành quyền lực. Nhân vật tiếp theo đó chính là Slamsicle, thường được nhắc tới với cái tên là Charlie hoặc là Slam. Hiện tại anh ta là thành viên của đất nước Las Nevadas.
Anh này cũng được biết tới như là một trong những người đã bị Tommy Ennis tẩy não và truyền bá tư tưởng phản động. Nhân vật cuối cùng chúng ta nhắc tới đó chính là Michael McChill, hay thường được nhắc tới với cái tên là Michael, là thành viên mới nhất của Dream SMP. Đây cũng là một trong những thanh niên mà Dream đã nhắn tin trực tiếp để cầu xin anh ta giải thoát Dream ra khỏi nhà tù Pandora. Và đó là tất cả những nhân vật ở trong Dream SMP. Thì hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nha. Đây là một video khá dài và có thể một số thông tin vẫn còn sai sót. Anh em hãy để lại dưới phần bình luận để mình có thể sửa sai càng sớm càng tốt. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.